Tiếp theo, xin thưa quý thầy cô cho chúng một lần và quý vị đại biểu, thì trong phần trình bày của chúng tôi thì sẽ nói về cái điều trị sinh học trong hen phế quản, đặc biệt trong cái phần mà điều trị sinh học trong hen phế quản nặng, có một cái phần mà chúng ta sẽ được thắc lưỡi được nghe của thầy Nguyễn Văn Thành nói về cái tiếp cận về điều trị hen phế quản nặng ở Việt Nam. Thì do vậy cái phần của chúng tôi tập trung vào cái phần điều trị, đặc biệt là điều trị sinh học. Đây là một cái lĩnh vực mới rất là hay, tại vì các thuốc điều trị sinh học hiện nay đã được ứng dụng không chỉ trong hen mà trong các bệnh lý miễn dịch dị ứng. Do vậy nó cũng có cái mối quan hệ rất là gần gũi. Về phần trình bày của tôi thì có 5 phần, như slide trình bày ở trên. Và phần đầu tiên thì tôi xin có một số cái khái niệm nhắc về cái hen phế quản nặng. Thật sự thì ở đây thì trong thực hành lâm sàng thì chúng ta cũng đôi khi cũng phân vân thế nào là hen phế quản nặng hoặc là hen khó trị. Thì thật sự đây là hai cái thuật ngữ nó khác nhau. Thì đối với hen nặng thì may mắn là chúng ta trong năm 2019 thì Gina đã có cái cuốn sổ tay về hen khó trị và hen nặng. Thì hiện nay chúng tôi được sự cho phép của Gina, tôi đang dịch ra tiếng Việt và sau đó hiệu chỉnh và sẽ gửi lại cho Gina để post trên website. Do vậy cũng đã tiếp cận được cái sổ tay hướng dẫn điều trị hen khó trị và hen nặng. Thì đối với Gina 2019 thì hen nặng thì thật sự nó chẳng qua là một cái phân nhóm của hen khó trị. Tuy nhiên nó khác ở một chỗ là nếu mà hen khó trị do không đáp ứng với điều trị, do ví dụ như là người bệnh không có tuân thủ điều trị hoặc là do những cái bệnh đồng mắc nặng, ví dụ trào ngược dạ dày thực quản, polyp mũi hoặc là viêm mũi dị ứng, ngưng thở khi ngủ, thì lúc đó là hen khó trị. Nhưng mà nếu hen chúng ta kiểm soát hết các cái yếu tố mà đồng mắc, chúng ta kiểm soát tốt cái vòng tuân thủ điều trị nhưng mà vẫn không kiểm soát được hen, vậy đó là gọi là hen nặng. Thì đó là cái định nghĩa mới nhất năm 2019 của Gina. Tuy nhiên ở 2014 thì chúng ta thấy có cái định nghĩa của ATS/EAS rất là rõ ràng, hen mà nặng thì chúng ta thấy liều cao corticoid hit không đáp ứng, hoặc là những bệnh nhân trên 50% trong suốt quá trình điều trị trong cái năm vừa qua họ phải dùng corticoid uống, có thể là liều thấp hoặc là liều trung bình, và đặc biệt là có điều trị như vậy nhưng mà cái triệu chứng của hen nó vẫn là không kiểm soát hoàn toàn. Do vậy thì từ năm 2014 thì chúng ta cũng đã có cái định nghĩa về hen nặng. Và như vậy thì đối với bệnh nhân hen nặng thì ở đây chúng tôi nói một cái ảnh hưởng rất là nặng nề nhất, đó là những cái đợt kịch phát. Về những cái triệu chứng thì chúng ta ở đây cũng biết rồi, những cái đợt kịch phát thường xuyên trong năm. Và cái thứ hai nữa, hiện nay chúng ta cũng ít có cái quan tâm, tại vì trong các nghiên cứu ở tại Việt Nam chúng ta thì nhiều khi ngay cả bản thân chúng tôi mình bỏ qua cái phần đánh giá về cái chất lượng sống của người bệnh nhân bệnh hen, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, và cái gánh nặng về sức khỏe nhiều nhất đó là ảnh hưởng trên cái tâm thần kinh, rồi đời sống tinh thần xã hội, và đặc biệt cái vấn đề này thì nó liên quan tới phần mà điều trị sinh học sau này. Và như vậy thì các anh chị quý thầy cô chúng ta hỏi như vậy, tần suất của hen nặng là bao nhiêu? Thì vừa rồi chúng ta thấy bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính 30% tăng bạch cầu ái toan, thì như thầy Thành cũng đã có cái comment đó, thì thật sự chúng ta cũng đừng vì một cái chuyện mà tăng bạch cầu ái toan thì chúng ta nghĩ cái này nó coi như là nó trồng lấp hoặc là phải corticoid, nó chưa hẳn đâu. Tại vì chúng ta cứ nói bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì nếu chúng ta đánh cái bạch cầu ái toan nó tăng do những cái nguyên nhân khác, viêm mũi dị ứng đi kèm, cơ địa là dị ứng vì bạch cầu ái toan trong máu, thì nó cũng chưa có khẳng định được gì nhiều. Do vậy chúng ta cũng cẩn thận về cái chuyện mà có bạch cầu ái toan cao trong máu dù có ngưỡng là bao nhiêu, 300 hay 500 để mà corticoid, thì đối với bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chúng ta cũng cẩn thận. Riêng đối với những trường hợp hen nặng thì thật sự trong cái Gina bậc 4 bậc 5, thì đây là một cái nghiên cứu ở người lớn trưởng thành ở Đức, người ta thấy Gina bậc 4 bậc 5 thì khoảng 24-25%, thì trong đó khoảng 17% là hen khó trị, tại vì chúng ta chưa kiểm soát được những cái triệu chứng về tuân thủ hoặc là những cái bệnh đồng mắc, và trong đó chỉ có từ 3-5% là hen nặng thôi. Và như vậy chúng ta thấy tần suất nó rất là ít, may mắn cái tần suất nó thấp như vậy do về cái chuyện mà kiểm soát hen nó dễ hơn. Và tất cả các nghiên cứu từ năm 2004 cho tới năm 2018 thì người ta thấy tần suất của cái hen nặng thì nó thay đổi tùy theo cái nghiên cứu nữa. Khi nào cái định nghĩa
ta thấy trước đó 204, 205 thì chúng ta định nghĩa cũng chưa được chuẩn hóa, và người ta thấy thay đổi có thể là từ 20 cho đến 55% tùy theo nghiên cứu, tùy theo cái điều kiện kinh tế xã hội, và trong đó chỉ có từ 5 tới 10% hen nặng. Và đặc biệt ở trẻ em thì nó có những cái nghiên cứu gần đây cho thấy nó khoảng 5% là có cái hen nặng ở trẻ em. Và cái vấn đề cốt lõi đó là hen nặng thì nó ảnh hưởng tới cái vấn đề gì? Thứ nhất nó chỉ có tăng cái biến chứng nguy cơ tử vong. Và do vậy cái tại sao phải điều trị hen nặng, hen có triệu chứng mà không kiểm soát được, tại vì nó tăng cái nguy cơ tử vong cho người bệnh. Và đây là cái cuốn guideline mà tôi cũng đang dịch, cũng do bận rộn nên thử cũng đã nhận từ Gina cũng đã 2 tháng nay nhưng mà chưa hoàn tất xong, tại vì nó có một số cái sơ đồ chúng tôi trình bày trong cái phần tiếp theo. Như vậy chẩn đoán hen phế quản nặng ở trẻ em và người lớn thì chẩn đoán như thế nào? Thì trong cái cuốn sổ tay thì chúng ta thấy nó ghi rất là đầy đủ và rất là khoa học. Nó có 8 bước, 8 bước, 9 bước, và cái bước đầu tiên là chúng ta thấy ở đây, thứ nhất là phải chẩn đoán nó là phải hen khó trị cái đã. Chứ còn hen mà chúng ta kiểm soát được bất cứ các loại thuốc nào thì chúng ta không phải chưa phải là hen 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 nặng đâu, phải là hen khó trị. Và cái bước thứ hai là phải tìm các yếu tố gây các triệu chứng, yếu tố gây kịch phát. Ví dụ như mình không kiểm soát được cái yếu tố dị ứng nguyên hoặc là một số cái yếu tố khác, ví dụ như bệnh đồng mắt, thì lúc đó cũng chưa phải là hen nặng đâu. Tại vì do vậy chúng ta phải đánh giá lại kể cả việc tuân thủ điều trị. Thì đối với bệnh nhân ở Việt Nam chúng ta thì thật sự cái sử dụng các thuốc hít là chúng ta thấy cái kỹ thuật, ngay cả ở người ta đã nghiên cứu ở kể cả ở Pháp, 60% dùng thuốc không đúng cách, mặc dù mỗi lần đến khám là hướng dẫn, và kể cả có những cái phương tiện trực quang video rồi tài liệu hướng dẫn, mà chỉ 60% thì huống gì người Việt Nam chúng ta, và với cái việc mà tuân thủ điều trị thì nó rất là thấp. Và do vậy khi mà chúng ta xác định được các cái yếu tố triệu chứng kịch phát hay là những cái yếu tố mà bệnh đồng mắt rồi, thì chúng ta mới bắt đầu tối ưu hóa điều trị. Phải xem lại cái điều trị tối ưu hóa điều trị, nếu dùng corticoid liều thấp thì phải tăng liều lên, liều trung bình thì mình dùng liều cao hơn, phải tối ưu hóa điều trị để mà chúng ta có thể phải kiểm soát được cái tình trạng hen. Và những cái xem xét điều trị bổ sung không phải là điều trị sinh học, thì trong cái phần mà khuyến cáo của Gina 2019 sáng nay cô Tuyết Lan đã nói rồi, thì chúng tôi sẽ có cái sơ đồ chiếu minh họa về các cái điều trị không phải là sinh học. Và sau đó khi mà chúng ta tối ưu hóa điều trị, ví dụ như trẻ trên 12 tuổi chúng ta có thể thêm cái kháng cholinergic, tiotropium, rồi sau đó 3 tới 6 tháng đánh giá lại, nếu hen vẫn không kiểm soát được thì lúc đó chúng ta mới chuyển qua chẩn đoán đây là hen nặng. Thì lúc đó hen nặng thì cái điều trị nó khác, chứ còn hen khó trị là chúng ta có cái điều trị khác, và do vậy hai cái cách tiếp cận nó khác nhau. Và khi đã xác định hen khó trị thì giờ chúng ta điều trị nó như thế nào? Thì ở đây là chúng ta thấy bước bước 4. Và nếu mà chúng ta không xác định được thì một cái có thể giúp chúng ta đó là chuyển lên các cái tuyến chuyên khoa. Ví dụ như ở Cần Thơ các bệnh đó chúng ta chuyển lên thầy Thành, người có kinh nghiệm lâu năm, đã có những cái hiểu biết rất là sâu sắc về cái bệnh hen, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Trường hợp này là ví dụ như nó là hen trồng trồng lấp, hen bệnh phổi tắc nghẽn như thế nào. Ở Việt Nam trồng lấp nó nhiều, tại vì người hen, bệnh nhân hen ở Việt Nam thì hút thuốc lá. Chúng ta nói bạch cầu ái toan, chỉ cần hỏi qua chúng tôi biết. Hoặc là có những người hen muộn xuất hiện ở trên cái người hút thuốc lá thì nó chỉ như vậy thôi, chứ cũng cái chuyện mà bạch cầu ái toan ở Việt Nam chúng ta thì thật sự để mà chẩn đoán cái trồng lấp hay không trồng lấp thì thật sự nó không phải là cái tiêu chuẩn. Và nếu có thì đơn giản làm thêm một cái bước nữa, ví dụ như periostin, nó là cái chỉ điểm nó chỉ có tăng trong bạch cầu ái toan, và nó là một trong những cái chỉ điểm đánh giá trong cái đáp ứng cái điều trị hen, mà đặc biệt là điều trị sinh học. Do vậy thì chúng ta cũng không cần phải tập trung vào giống như sáng nay chúng ta nói phải sử dụng nhiều thứ, thậm chí chúng ta tầm soát bằng câu hỏi, chúng ta có bộ câu hỏi tầm soát COPD của Nguyễn Văn Thành, của thầy Thành, chúng ta cứ làm hết từ trên xuống dưới, rồi sau đó có nhiều cái dữ liệu, rồi kể cả hỏi tiền sử lúc nhỏ đã có cơn khò khè, thì nó cũng là những cái yếu tố giúp cho chúng ta định hướng cái này, nó là hen nó tăng bạch cầu ái toan hay là hen có trồng lấp, hoặc là nó là chỉ là bệnh phổi tắc nghẽn có tăng bạch cầu ái toan do những nguyên nhân khác, hoặc là vì cái tỷ lệ mà bệnh phổi tắc nghẽn tăng bạch cầu ái toan cơ chế chúng ta đã biết rồi, nên nó là do khói thuốc lá, do về những cái khối nguyên liệu sinh khói, thì không có lý gì tăng bạch cầu ái toan là phổ biến hết, nó chỉ có chiếm một tỷ lệ rất nhỏ, khoảng dưới 5%, do vậy chúng ta bị những cái yếu tố khác nó gây nhiễu thôi. Và trong đó bệnh hen hút thuốc lá thì nó thành thành COPD và có cái đặc điểm hen, chỉ vậy thôi.
Và như vậy thì sau khi mà chúng ta tới bước 4 rồi, thì chúng ta thấy bước 5 phải đánh giá lại. Như vậy chúng ta đánh giá lại kiểu hình hen nặng. Bắt đầu chúng ta đi vào cái cơ chế kiểu hình đó. Kiểu hình TH2 là TH1. Chỉ có TH2 thì hiện nay mới có thuốc điều trị, còn TH1 nó không phải do hen dị ứng thì thật sự nó rất là khó khó điều trị, tại vì chúng ta chỉ dừng lại ở 5 bậc điều trị của Gina. Và sau đó có cùng lắm là chúng ta có thêm ví dụ như là cũng có cái vitamin D, azithromycin rồi này nọ chúng ta đấy. Và do vậy là phải xác định mà hen dị ứng thì đơn giản chúng ta có bạch cầu toan trang tăng thêm trên 150, rồi chúng ta có FNO, rồi chúng ta có bạch cầu toan trong đàm, rồi chúng ta có những cái yếu tố test lẫy da dương tính, nó phải có cái tiếp xúc với các dị nguyên. Thì đây là những nếu mà chúng ta thấy như vậy là đây là hen dị ứng, thì lúc đó sau khi mà chúng ta đã chẩn đoán hen nặng thì chúng ta có cơ may mới kiểm soát được. Còn nếu không phải dị ứng thì chúng ta xem lại có thể là nó cái hen nặng này là do cái yếu tố gì, chẩn đoán có đã đúng hay chưa. Và như vậy cái trong cái phần mà sau khi đọc qua cái khuyến cáo, dịch cái khuyến cáo và cũng như tham khảo các cái những cái công bố gần đây, thì chúng tôi thấy thật sự đối với Việt Nam cái tiếp cận đối với hen nặng thì chúng ta có thể qua cái ba cái bước cơ bản. Thứ nhất đó là phải xác định chẩn đoán hen nặng cái đã, như chúng tôi giới thiệu về cái phần định nghĩa. Cái thứ hai, xác định các bệnh động mắt. Nhiều khi chúng ta đó chỉ có lo bệnh nhân hen vô, chúng ta không biết những cái bệnh động mắt khác đi kèm, nhất là người lớn tuổi, bệnh tim mạch, rồi những cái quá trình điều trị bị tác dụng phụ corticoid, rồi kể cả ngưng thở khi ngủ, rồi trồng lấp hen ở người hút thuốc lá vân vân, thì chúng ta phải xem những cái yếu tố đó và kiểm soát cho tốt. Và sau đó thì những cái yếu tố nào thay đổi được mới làm trước. Chứ còn chúng ta nói như vậy hen này khó trị quá, chúng ta có thể là dùng corticoid uống. Uống thì chúng ta thấy cũng là cân nhắc, tại vì thật sự tại đây là những cái điều trị về lâu dài. Và do vậy trong cái phần mà chẩn đoán hen nặng thì trong cũng sau này khi chúng tôi dịch xong cái cuốn sổ tay 2019 thì chúng tôi sẽ gửi đến cho các quý vị đại biểu, các anh chị đồng nghiệp qua cái website của Hội Hô hấp Việt Nam. Về phần điều trị hen phế quản nặng thì chúng ta thấy ở đây đối với trẻ em thì là sáng nay giống như cái phần trình bày của cô Tuyết Lan có nói rồi, thì chúng ta thấy là bậc 1 thì ở đây chúng tôi không có phân tích vào. Ở cái bậc mà chúng tôi quan tâm đây là cái bậc 5, 4 năm, tại vì 4 năm là mới có hen nặng và hen khó trị ở đó. Và như vậy chúng ta thấy đối với trẻ em mà tới bậc 5 rồi chúng ta cũng bị hạn chế, tại cùng lắm thì chúng ta có kháng, có cái thuốc mà đối ức chế đối kháng với IgE thôi, và chúng ta dừng lại ở đó. Và đặc biệt là dưới 6 tuổi thì thật sự chúng ta rất là bị hạn chế trong cái điều trị hen nặng ở trẻ mà dưới 6 tuổi. Đối với ở người lớn thì chúng ta thấy như vậy, trong cái bậc 5 mà cái tỷ lệ mà hen nặng thì chúng ta thấy cũng có nhiều cái lựa chọn hơn. Và nhiều cái lựa chọn thì đối với Việt Nam chúng ta lựa chọn cái gì? Thì cái phần mà tiếp theo là chúng tôi sẽ giới thiệu về cái cách tiếp cận điều trị trong cái bậc 5 trong cái hen phế quản nặng. Và như vậy điều trị hen phế quản nặng thì trước khi mà bắt đầu cái tiếp cận với cái điều trị sinh học thì chúng ta phải xem thử không sinh học trước, tại vì nó dễ, nó thứ nhất là nó rẻ tiền và nó cũng có khả dụng, nó có sẵn có nữa. Cái điều trị sinh học chúng tôi nói là cũng còn các anh chị thấy rất là khó khăn. Thì chúng ta thấy nếu mà trước tiên chúng ta xem thử ví dụ aspirin gây những cái đợt hen kịch phát nhé, rồi nhiễm nấm, viêm mũi dị ứng, rồi viêm da cơ địa, thì đó là những cái yếu tố mà chúng ta có thể kiểm soát được. Và khi kiểm soát được các cái yếu tố này thì lúc đó chúng ta kiểm soát được cái những trường hợp hen nặng. Nếu không có bằng chứng mà viêm thể hai thì thôi, chúng ta ở đây thử tiopropium macrolide. Thì cái phần này chúng tôi nghĩ chắc chắn là thầy Thành sẽ có cái hướng dẫn rất là kỹ. Như vậy nếu mà chúng ta coi như là phải quyết định điều trị là điều trị chế phẩm sinh học thì chúng ta xem thử điều trị như thế nào, chọn lựa như thế nào. Thì đối với cái biểu đồ này thì các anh chị không cần quan tâm, tại vì sau đó thì chúng tôi có cái hướng dẫn của Gina rất là chi tiết. Ở đây là của Gina, nhưng mà chúng ta nói FNO người ta đưa vào để chỉ điểm điều trị chứ không chẩn đoán hen, nhưng mà để theo dõi và chẩn đoán hen là chúng tôi đã báo cáo ở Hội nghị Hô hấp châu Âu 2 năm liền là cái tiết kiệm được có thể là cái liều corticoid dùng, chứ chưa có cộng vào cái đó là cái chi phí đo. Nhưng mà nếu dùng FNO mà để tăng giảm liều
tăng giảm liều điều trị corticoid thì nó có cái thuận lợi là chúng ta có cái công cụ để mà tăng giảm giảm liều nó nhạy hơn là lâm sàng. Và do vậy, nếu mà trẻ chúng ta trên 6 tuổi, 12, 18 tuổi và trên 12 tuổi thì chúng ta chọn lựa như thế nào? Thì muốn chọn lựa được cái điều trị sinh học thì chúng ta phải hiểu những cái cơ chế của nó. Thế thì trên cái sơ đồ này thì chúng tôi xây dựng tóm tắt lại, thì đặc biệt các anh chị đồng nghiệp, quý vị đại biểu, chúng ta tập trung vào những cái interleukin, interleukin là 4, 5, 13, và đặc biệt là cái mà thầy Đoàn rất là thích thú, đó là cái IgE, đó là cái thuốc đầu tay trong các bệnh lý miễn dịch dị ứng hiện nay đã được sử dụng. Và như vậy thì mỗi cái thuốc điều trị sinh học là điều trị đích. Ví dụ như chúng ta có cái omalizumab thì chúng ta biết rồi, kháng chọn lọc IgE. Chúng ta có cái mebolizumab là cái kháng với interleukin 5, rồi chúng ta có dupilumab là kháng interleukin 4 ở mức độ thụ thể, và cũng như là có kháng với lại interleukin 13. Và có hai cái thuốc mới thì vừa đang được nghiên cứu ở giai đoạn 2, 3, và như vậy là sắp sửa sẽ được công bố. Và tuy nhiên FDA chỉ có chấp nhận năm thứ thuốc này, năm thứ thuốc. Và năm thứ thuốc này, cái slide này để nhắc lại cho anh chị đồng nghiệp và quý vị đại biểu, chúng ta thấy cái vị trí tác động nó như thế nào. Và như vậy, khi nào chúng ta chọn lựa cái omalizumab, khi nào chúng ta chọn lựa cái mebolizumab hoặc benralizumab hoặc dupilumab, thì chúng ta phải biết được là có quan trọng nhất trong điều trị sinh học là những cái đánh giá, nó phải đánh giá qua chỉ điểm sinh học. Nhưng không, chúng ta dựa vào triệu chứng lâm sàng nó khó lắm, tại cái không có cái khác biệt giữa cái về cái triệu chứng lâm sàng, chỉ có kiểm soát hay không kiểm soát. Và do vậy chúng ta phải biết cái vị trí tác dụng, và đây gọi là cái điều trị sinh học, điều trị đích. Và hiện nay thì chúng ta thấy chúng ta có một số cái chế phẩm sinh học, chúng ta có omalizumab ở đây trong cái bảng này, thì các anh chị quý vị đại biểu thấy người ta ghi rất là đầy đủ các liều dùng, đường dùng, và có thể là phải xài ở tại cơ sở y tế, hay là có thể là bệnh nhân tự sử dụng cũng được nhé. Đặc biệt dupilumab là chúng ta thấy bệnh nhân có thể là tự chích cũng được bởi vì nó an toàn. Và cái mebolizumab thì chúng ta thấy cũng tương tự, trên 12 tuổi xài được. Riêng cái relizumab thì chỉ xài được ở trên 18 tuổi, và nó cũng kháng interleukin 5. Và do vậy chúng ta có cái sự mà chọn lựa. Và như vậy thì ở đây chúng tôi có khoảng ở đây bốn cái chế phẩm sinh học, chúng tôi có 5 cái slide để mà nói về cái hiệu quả. Ví dụ như đây omalizumab, chúng ta thấy cái quan trọng nhất nó là làm giảm những đợt kịch phát của hen trong năm. Thì đó là cái tiêu chuẩn, cái outcome mà quan trọng nhất. Bên cạnh đó nó còn nhiều, ví dụ như về cải thiện chất lượng sống, về FEV1 vân vân. Thì nhưng mà cái mà quan trọng nhất của cái chế phẩm sinh học đó là làm giảm cái tần suất về cơn hen mà phải nhập viện. Thì chúng ta thấy rất là rõ là nó làm giảm nhiều. Và đặc biệt nếu mà cái hen càng dị ứng, FNO rồi các bạch cầu ái toan và periostin, mà cái nồng độ nó càng cao, cái ngưỡng nó càng cao thì nó đáp ứng càng tốt, và nó cải thiện. Chúng ta thấy do vậy cái trường hợp này chỉ dành cho hen dị ứng, còn nếu mà chỉ hơi hơi dị ứng rồi chúng ta thấy cũng chưa cái ngưỡng, ví dụ như vừa rồi tiến sĩ Vinh có nói đó, thì chúng ta thấy cái ngưỡng đó nếu mà chúng ta cũng không xác định được về thật sự nó cao, thì khi mà chọn lựa chúng ta phải xác định cái ngưỡng đáp ứng để mà chỉ định các thuốc này. Và đặc biệt cái omalizumab hay là Xolair đó, chúng ta thấy cải thiện toàn bộ và các cái hiệu quả điều trị, và đặc biệt là trong đó là có cái làm giảm cái đợt kịch phát tới gần 78 tới 80%. Và đây là cái hiệu quả của mebolizumab, thì chúng ta thấy làm giảm rất là rõ. Nếu bạch cầu ái toan trong máu mà tăng trên 300 thì chúng ta thấy làm giảm cái số đợt kịch phát 74 đến 80 10%. Và đối với cái relizumab thì chúng ta thấy cũng là giảm gần hơn 50% cái những đợt kịch phát trong năm. Và cái sau cùng đó là dupilumab, thì chúng ta thấy là benralizumab thì chúng ta thấy nó cũng làm giảm rất là rõ về cái tần suất cơn hen trong năm. Và cái sau cùng đó là cái dupilumab,
kháng với interleukin 4, tỏa thụ thể với interleukin 13, chúng ta thấy là làm giảm rất là có ý nghĩa của cái tần suất các đợt kịch phát trong năm, và nó làm giảm FEV1 và cũng như là về cái cải thiện về chất lượng sống. Thì đó là chúng tôi lược sơ bộ qua các cái hiệu quả điều trị, và do cái thời gian cũng không cho phép chúng tôi không đi sâu vào phân tích từng cái nghiên cứu. Có hai cái slide và có thể nói là ba cái kể cả kết luận. Chúng tôi nói về thực tiễn ở Việt Nam. Ở Việt Nam hiện nay chọn lựa điều trị sinh học hay các điều trị khác về dựa vào tính an toàn. Thì ở đây thì có giới thiệu về các cái tính an toàn. Và trong đó, đặc biệt cái omalizumab thì có cái choáng váng vẻ nhưng tỷ lệ rất là thấp. Ở tại cái khoa hô hấp miễn dịch dị ứng của chúng tôi ở Penn State đã hiện nay quản lý trên 500 bệnh nhân và không có bệnh nhân nào bị choáng váng vẻ. Chỉ có những cái phản ứng nhẹ về dị ứng cái liều đầu. Và do vậy thì có thể là an toàn. Cái tính an toàn đối với bệnh nhân chúng ta là đầu tiên là phải đảm bảo tính an toàn. Cái thứ hai nữa là đối với Việt Nam ở đây có 10 cái cần lưu ý, thì ở Việt Nam có 3 cái chúng ta cần lưu ý. Thứ nhất, đó là cái kiểu hình lâm sàng và sinh bệnh học phải xác định nó là hen thật sự dị ứng. Cái thứ hai, đó là cái kinh nghiệm lâm sàng, thì thật sự kinh nghiệm lâm sàng nó cũng là ở mức độ trung bình thôi. Tại vì chúng ta chưa có kinh nghiệm thì chúng ta cũng làm có kinh nghiệm. Những cái thuốc này cũng mới ở trên thị trường là trong vòng 2 đến 3 năm nay, omalizumab thì lâu hơn. Và cái quan trọng nhất ở Việt Nam đó là chi phí điều trị, là cái quyết định về cái điều trị. Tại vì điều trị cái chế phẩm sinh học này ở tại khoa hô hấp miễn dịch dưỡng ở Penn State là khi mà điều trị bắt buộc phải hỏi bệnh nhân có bảo hiểm hay không, tại vì bảo hiểm toàn dân chỉ có đóng góp một phần, và một liệu trình điều trị trong năm có từ 30 đến 60 nghìn đô. Do vậy chúng ta thấy cái vấn đề mà bế tắc hiện nay đó là cái chi phí và giá thành nó cao. Và như vậy thì chúng ta thấy hiện nay hen phế quản nặng, mặc dù nó chỉ có 3-50%, nó chiếm 60% chi phí điều trị ở các nước đang phát triển. Và nếu mà ở Việt Nam mà chúng ta mà điều trị bằng chế phẩm sinh học thì chúng ta thấy là nó chưa có khả thi cho một số đối tượng là không có điều kiện về tài chính. Về kết luận thì chúng tôi có 4 cái kết luận nhanh. Thứ nhất là hen phế quản nặng, do vậy nó là một vấn đề sức khỏe quan trọng ở trẻ em người lớn, và nó chiếm một tỷ lệ tương đối cao từ 3 đến 5%, thì nó cũng tương đối cao. Và do vậy cái đầu tiên là chúng ta cứ điều trị cái hen. Hen tại vì trước khi nó nặng thì nó đã là một cái hen không kiểm soát ở bậc điều trị bậc 1, bậc 2, chứ không có ai phát hiện ra ngay từ ban đầu là hen nặng hết, mà phải qua quá trình điều trị không đúng, không kiểm soát được các cái yếu tố đi kèm. Và cái sau cùng đó là chúng ta thấy điều trị sinh học đó là, và hiện nay nó là một cái điều trị rất là tốn kém. Do vậy chúng ta phải có cái cân nhắc giữa chi phí và cái hiệu quả điều trị. Và nếu mà tần suất cơn nó chỉ có 2 cơn, 3 cơn trong một năm, sau khi điều trị nó giảm xuống có 1 cơn, chúng ta thấy thật sự thấy nó giảm 50% thì 2 cơn nó xuống 1 cơn, thì thật sự chúng ta cũng phải cân nhắc như vậy, kiểm soát tốt bằng những cái vấn đề gì khác. Và cái quan trọng nhất là về cái tuân thủ điều trị cũng gặp các cái yếu tố đi kèm. Và cái phần trình bày của tôi thì đến đây là hết, và hy vọng rằng là có những cái thông tin hữu ích cho quý vị đại biểu. Và đặc biệt sau cái phần trình bày của tôi thì cái phần trình bày rất là hay của tiến sĩ Nguyễn Văn Thành về hen nặng ở cái tiếp cận của bác sĩ chúng ta tại Việt Nam.